Bề thủy sinh là một trong những loại bề cạnh trong gia đình và công ty được rất nhiều người yêu thích và ưa chuộng, bởi chính đây là một hệ sinh thái thu nhỏ dưới nước hết sức độc đáo và ấn tượng. Để có một bề thủy sinh tuyệt đẹp thì điều không thể thiếu chính là cây trồng thủy sinh. Luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng cây trồng thủy sinh dễ trồng nhất trong muôn loài cây trồng thủy sinh trên thế giới, giống trân châu ngọc trai có nhiều đặc điểm nổi bật như dễ trồng, phát triển tốt, xanh sau 2 đến 3 tuần, dạng thấp lùn 3 cm, thích hợp trồng tiền trung hậu cạnh bề thủy sinh, khó chết ít sâu bệnh. Thú thật mà nói, chơi thủy sinh cần đòi hỏi sự kiên nhẫn rất nhiều, nhưng đối với giống trân châu ngọc trai thì một tay chơi thủy sinh diệp dư cũng có thể trồng thành công. Để trồng trân châu ngọc trai thành công, chỉ cần lưu ý hai yếu tố, đó là cường độ ánh sáng và CO2. Đối với cường độ ánh sáng, ít nhất 0,5 watt cho mỗi lít nước, và khi ánh sáng đủ mạnh, trân châu ngọc trai sẽ bò sát mặt đất, và ngược lại nếu thiếu sáng, chúng sẽ có xu hướng mọc cao lên và rất xấu. Khi cung cấp đủ CO2, bạn có thể thấy những bọt khí nho nhỏ trao đổi qua lại rất đẹp mắt. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho bạn cách để trồng một thảm trân châu ngọc trai tuyệt đẹp xanh mướt chỉ sau 2 tuần nhé. Đầu tiên, sau khi mua hạt giống về, bạn ngâm với nước ấm khoảng 30 độ C trong vòng 2 tiếng đồng hồ và ngâm miếng mút xốp vào nước sạch, bóp nhẹ để nước ngấm vào trong. Tra hạt giống trực tiếp lên từng miếng xốp đã có khứa sẵn và để trong bóng mát. Hàng ngày giữ ẩm và phun sương 2 lần vào sáng chiều bằng nước sạch, hạt sẽ lên mầm sau chỉ 1 đến 3 ngày. Cây con được 1 cm, bạn tách nhỏ chúng ra, dùng nhíp gắp vào đất nền, trồng cách nhau 2 đến 3 cm. Như vậy sau 3 tuần cây sẽ phủ kín và tạo một thảm xanh mướt. Chăm sóc trân châu ngọc trai không quá khó, nhớ thay nước đều đặn, đảm bảo nước trong bể luôn sạch và trong, lưu ý không nên thay quá 50% tổng nước trong bể. Thường xuyên cắt tỉa trân châu ngọc trai để có hình dáng bắt mắt, tăng thêm phần sinh động cho bể cá của nhà bạn. Không có một bể thủy sinh nào thiếu vắng mặt của rêu hại, đừng vội dùng hóa chất để tiêu diệt rêu mà hãy chú ý đến hai yếu tố quan trọng, đó là ánh sáng và C2. Như vậy chỉ sau khoảng 2 tuần bạn đã có một thảm trân châu ngọc trai tuyệt đẹp. Chúc các bạn thành công.